kính chào quý vị. Một tuần đã trôi qua và hôm nay Hải Anh và anh Hà Linh đã quay trở lại với chương trình Dạy Gôn trên truyền hình. Không hiểu là hôm nay anh Hà Linh sẽ dạy Hải Anh cũng như là quý vị khán giả bài học mới gì đây? Việc đầu tiên thì Hà Linh chỉ xin phép chia sẻ thôi chứ còn không dạy được. Thứ hai nữa ấy, là hôm nay sẽ là cái chương trình cuối mà chúng ta đến với cái lý thuyết về swing của Stack & Thiel. Và như Hải Anh đã quan sát được và quý vị khán giả sẽ quan sát tới đây thì Hà Linh đã làm một cái gì đấy ở trên mặt đất đúng không em? Giống như kiểu bản đồ chiêm tinh đấy ạ. Ok, thì việc đầu tiên hôm nay là chúng ta sẽ nghiên cứu về cái đường của bàn tay cũng như là đầu gậy di chuyển trong cái swing của Stack & Thiel này. Và chúng ta chắc chắn không thể chia tay nếu mà thiếu bài tập. Vâng thưa quý vị, có công mài sắt có ngày nên swing. Xin mời quý vị cùng với Hải Anh và anh Hà Linh chúng ta cùng tập luyện. Chương trình vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều cái khái niệm về cái cách swing của Stack & Thiel. Thì đây là một cái hình chiếu mặt đất, tức là khi mà cái gậy của chúng ta cũng như cơ thể của chúng ta di chuyển thì là trên không trung. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta chiếu thẳng xuống mặt đất thì nó sẽ ra một số thứ như thế này. Anh có thể đoán từng thứ là cái gì được không? Em đoán đây là đường swing rồi. Okay. Hand in sẽ đi vào đây. Tức là đường dây màu vàng. Dạ vâng. Thế còn đường dây màu trắng? Không, đường dây màu trắng là tay, đường dây màu vàng là chân. Back swing phía này, down swing đi ra phía trước này. Rất thông minh. Thế còn hai cái cây gậy định hướng của chúng ta để làm gì? Hai cây gậy định hướng thì giúp chúng ta cân bằng được trọng lượng cơ thể. Phía giữa và cái cây gậy này thì cái này thì không phải giúp cân bằng trọng lượng cơ thể anh ạ, mà là làm thế nào để chúng ta đứng vào vị trí phía giữa thôi. Còn cây thẳng này chắc là giúp định hướng thẳng cờ rồi. Em thấy đang thẳng cờ đây này. Đúng okay. Anh? Rồi thì chắc là đúng được khoảng 30%. Không tệ lắm. Vâng. Thì đầu tiên cây gậy này để định hướng. Đúng nào. Cây gậy này vuông góc về hướng chúng ta đánh thì sẽ liên quan đến cái phần tâm swing, tâm của cái đường đầu gậy đi, tức là vai trái. Đấy, ý em là như vậy nhưng mà không biết diễn tả ra sao. Okay. Rồi, thế thì chúng ta sẽ cần set up để làm sao mà vai trái thẳng với cây gậy này. Còn đường dây màu trắng sẽ thể hiện cái đường di chuyển của đầu gậy. Đúng rồi. Và đường dây màu vàng thể hiện đường người di chuyển của tay. Cơ thể, tay. Thì nếu như Hải Anh có thể quan sát này, thì khi mà anh set up vào thì anh sẽ có vai trái ở trên quay màu xanh đúng không? Mà chúng ta sẽ đặt bóng ở đâu đấy, ngay đằng sau nó một chút. Thế việc tiếp theo khi mà back swing ấy thì anh sẽ muốn là bàn tay di chuyển theo đường này, tức là đi vào trong. Nhưng mà đầu gậy cũng di chuyển theo một cái đường gần như là song song như thế. Thì có nghĩa nếu như mà trong cái quá trình back swing mà chúng ta lại đưa cả gậy cả tay vào trong quá nhiều như thế này, quá sớm như thế này thì cũng không được. Đấy. Thì anh sẽ làm lại một cái back swing rất là chậm nhé. Vai trái ở cây vuông góc này. Cánh tay trái thẳng này. Chúng ta sẽ nghiêng người và xoay này. Đồng thời thì tay sẽ đi vào trong và đầu gậy cũng sẽ hơi đi vào trong như thế. Đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển lên này. Rồi. Thế thì khi mà di chuyển ở down swing. Vâng, theo swing của Stack & Thiel thì là phần trọng lượng cơ thể của anh sẽ dùng chân trái nhiều hơn đúng không? Vâng, thì khi chúng ta di chuyển lại thì chúng ta lại muốn bàn tay vẫn đi theo cái đường vàng này. Và đầu gậy bắt đầu tiếp xúc với đường trắng. Đi đến bóng thì chúng ta sẽ có là tay bắt đầu di chuyển vào trong rồi đúng không? So với đường thẳng của mình. Vâng. Và đến lúc đấy thì chúng ta sẽ có cái cán gậy đè ra đằng trước được rất nhiều, nghĩa là chúng ta sẽ úp được mặt gậy xuống một chút nữa để có thể đánh xa hơn. Và tiếp tục phần di chuyển thì chúng ta sẽ có tay đi vào trái và đầu gậy cũng bắt đầu dãy sang trái. Và đấy là cả một cái hình của swing Stack & Thiel. Anh thử đánh và giữ nguyên si bản đồ này được không? Chọn đường bên trái nhé. Hay vào này. Tương đối thẳng em ạ, đúng một tí. Nhưng mà anh có thể nhìn thấy là trong cái swing đấy thì rõ ràng là đầu gậy của anh xuống hơi sớm, xuống đất hơi sớm. Và vì vậy thì tiếp xúc bóng không được tốt lắm. Vai trái cơ hãy. Vai trái á? Em phải dịch ra đây à? Nữa đi. Chân đánh rộng một chút. Chỉ bóng sẽ đặt đấy nhá. Bạn có thể đứng lùi lại được mà.
không cần mình chưa cần swing. Đến hàm chân thì đây anh cần bàn tay nó nằm ở đây. Thế thì việc đầu tiên anh sẽ cần em làm là nghiêng người này. Cảm nhận từ từ chân này. Nghiêng người và cảm nhận bàn tay của mình tự đi vào trong. Tự đi theo cái đường bàn kia. Rồi và tiếp tục mình sẽ vừa nghiêng vừa đứng lên một chút này. Tiếp tục phải swing. Ở vị trí này thì mình sẽ cần cổ tay mềm ra một chút nhé. Đi xuống này anh cần anh vẫn để ý bàn tay của mình di chuyển theo đường chỉ bàn nhé. Rồi thì đến đây là bàn tay của em di chuyển đến đúng cái chỗ ngoài nhất của đường đi nhé. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ đi, bàn tay sẽ di chuyển sang bên trái này. Và cùng lúc đó thì đầu gậy sẽ được đưa hướng ra ngoài để đến vào bóng. Tốt, thì hai anh có thể thấy là nếu mà bàn tay của chúng ta di chuyển được theo cái đường đấy thì cái việc em giữ được cánh tay trái thẳng rất là dễ. Vâng, đúng. Để em tập lại, anh Linh kiểm tra giúp em. Rồi, đó lắm. Mắt nhìn bóng đi em. Ok, đi xuống này. Rồi, tay tiếp tục đi sang trái. Đây, đó lắm. Thưa quý vị, mặc dù là lý thuyết đã nắm rất là chắc rồi nhưng mà đến khi thực hành mới thấy là không có cái gì là đơn giản cả. Phải không anh Linh? Chắc chắn rồi. Và nhất là khi mà chúng ta đang thay đổi cách cơ thể di chuyển và chúng ta sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể nhớ này, có thể ngấm và có thể cảm giác được tốt hơn. Và anh cũng vậy thôi, anh mới tập Stand and Chill được khoảng một tuần nên chắc chắn là cái swing nó sẽ là một cái gì đấy lai giữa cái swing cũ của mình và cái swing mới. Vâng. Tuy nhiên thì như đã nói ở đầu chương trình, chúng ta sẽ chia tay nhau bằng một bài tập. Hải Anh hôm nay thì là cũng đã đánh mất rất nhiều bóng ở trong rừng rồi, thế nên là Hải Anh sẽ cần tập không bóng. Cho đến lúc nào mà Hải Anh làm thuần thục cái đấy đã. Đúng rồi, không phải là Hải Anh đâu mà chắc chắn quý vị cũng nên như thế. Mỗi lần mà chúng ta đánh bóng trên sân tập và đánh ở ngoài sân đánh thì chúng ta cũng có nên những cái lần tập nháp trước khi đánh thật. Và hôm nay cùng với việc tập cái swing mới thì cơ thể Hải Anh cũng chưa được thích nghi một cách hoàn toàn, nên là mất hơi nhiều bóng của anh Hà Linh. Vâng, và chúng ta sẽ đến với bài tập ngay bây giờ. Bài tập này thì chúng tôi gọi là 90-90-90 và lại đố Hải Anh xem là có đoán được nó là gì không? Tập 90 lần trong 90 ngày. Vẫn thiếu một cái 90 nữa đúng không? Vâng. Ok, thì để tiết kiệm thời gian thì anh sẽ giải thích luôn nhé. Khi cơ thể chúng ta, khi chúng ta set up vào ấy thì cứ coi như là vai của chúng ta đang ở 0 độ này, hông của chúng ta đang ở 0 độ và đầu gối cũng như bàn chân đang ở 0 độ. Thì 90 có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta đánh xong thì chúng ta sẽ cần di chuyển đến một cái vị trí mà ngực của mình quay được 90 độ này, hông của mình quay được 90 độ và đầu gối phải cũng quay được 90 độ. Và tại cái vị trí đó thì chúng ta sẽ cần tay thẳng, nách chặt. Đó, thì anh sẽ làm thử nhé, để anh nắm được nhé. Set up này. Back swing này. Và chúng ta sẽ di chuyển đến 90-90-90 khi mà hông của Hà Linh cũng như ngực và đầu gối phải của Hà Linh hướng nó thẳng ra đằng trước. Và tại vị trí đó thì chúng ta cần có hai cánh tay đều thẳng. Thế thì xong cái lúc mà trong những cái quả đánh trước ấy, anh đang bị lỗi về cổ tay với cả cổ tay rất là nhiều, thế nên là cái chuyện chụp bóng cũng tương đối là khó khăn. Hy vọng là quý vị sẽ dành thời gian để tập luyện mỗi ngày. Quý vị hãy nhớ bài học của anh Hà Linh. Rất mong được gặp quý vị trong những số tiếp theo. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.